Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, gió thịnh hành theo hướng Đông Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, có lúc cấp 5 nên sóng biển không cao. Thời tiết trên khắp khu vực vẫn nhiều mây và có mưa dông làm giảm tầm nhìn, gây khó khăn cho tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này. Còn ở phía Nam thì khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển ven bờ từ Bình Thuận đến Cà Mau, Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan, gió thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ trung bình. Riêng tại khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 biển động nên vẫn gây cản trở cho các hoạt động hàng hải. Trong 24 giờ tới thì cùng với sự di chuyển về phía đông của áp cao cận nhiệt đới, rãnh áp thấp theo hướng tây bắc đông nam có trục lùi dần xuống phía nam. Do vậy mà đới gió đông nam còn duy trì trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, phía bắc của Biển Đông cũng như là khu vực giữa của Biển Đông. Ngoài ra thì những đám mây dông còn được hình thành và gây mưa dông rải rác trên khu vực. Thời tiết vẫn gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải trên các vùng biển này. Còn trên khu vực phía nam của Biển Đông và vùng vịnh Thái Lan vẫn nằm trong đới gió Tây Nam của rìa phía Nam rải áp thấp với cường độ đạt khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 gây biển động. Mưa dông và hiện tượng lốc xoáy vẫn còn xảy ra nên bà con ngư dân tiếp tục chủ động phòng tránh hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ, gió thổi đều theo hướng đông nam với cường độ trung bình, sóng biển tại đây cao dưới 2 m, trời vẫn nhiều mây, có mưa dông khiến tầm nhìn hạn chế và vẫn ảnh hưởng tới các hoạt động hàng hải trên vùng biển này. Còn tại vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ thì nằm ở phía nam của vịnh Bắc Bộ, gió cũng duy trì theo hướng đông nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, có lúc cấp 5. Thời tiết còn xấu, những cơn mưa dông xuất hiện nên tầm nhìn xa bị hạn chế. Ngoài ra thì những cơn dông còn có thể sẽ có gió rất mạnh nên vẫn ảnh hưởng xấu đến các hoạt động lưu thông trên biển. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, do rãnh áp thấp có trục lùi xuống phía nam nên gió trên vùng biển này chuyển dần từ hướng Tây Nam sang hướng Đông Nam và vẫn duy trì cường độ đạt khoảng cấp 4. Thời tiết tuy không quá xấu nhưng cũng không được thuận lợi do những đám mây dông dọc theo trục của rãnh áp thấp cũng gây ra mưa rải rác trên vùng biển này và làm tầm nhìn xa tại đây giảm xuống chỉ còn từ 4 cho đến 10 km trong mưa và đôi khi thì cũng có gió rất mạnh trong cơn dông. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý. Tại đây, gió trên vùng biển này thì vẫn giữ hướng Tây Nam với cường độ trung bình. Còn ban ngày trời ít mưa và có nắng nhưng mà đến chiều tối thì những chuyến tàu đánh cá của bà con ngư dân từ đảo trở về đất liền cần chú ý hiện tượng giảm tầm nhìn và cả gió rất mạnh do mưa dông gây ra, đặc biệt là đối với khu vực ven bờ. Còn tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, mặc dù tình trạng thời tiết xấu ở vùng biển này có xu hướng được cải thiện hơn do đới gió Tây Nam suy giảm dần về cường độ, chỉ còn ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, nhưng mà mưa dông, lốc xoáy và gió rất mạnh vẫn là những hiện tượng thời tiết gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải, nhất là vào khoảng thời gian gần tối và tối. Bà con ngư dân cần chú ý phòng tránh và hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, nằm về phía Tây nhưng mà cũng ở rìa phía Nam của dải áp thấp, nên gió trên vùng biển này thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4. Thời tiết cũng không được thuận lợi cho các hoạt động lưu thông trên biển do mây dông còn phát triển và gây mưa trên khu vực. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, cùng chung hệ thống thời tiết vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang với hoạt động của đới gió Tây Nam với cường độ cấp 4, cấp 5, nhưng thời tiết trên vùng biển này còn xấu hơn vùng biển ven bờ do mây dông phát triển mạnh, gây mưa và còn kèm theo cả lốc xoáy và gió rất mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên khu vực. Chuyển sang phần dự báo cho khu vực phía bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trở ra vùng biển phía bắc, gió trên toàn khu vực bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa thịnh hành theo hướng đông nam và có cường độ mạnh cấp 5. Thời tiết không xấu như các vùng biển phía nam và phía tây, nhưng đôi khi thì tại đây vẫn có những cơn mưa dông bất chợt, đặc biệt là vào khoảng chiều tối nên tàu thuyền vẫn cần chú ý cảnh giác để đảm bảo an toàn. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, gió trên vùng biển này chuyển dần sang hướng Đông Nam với cường độ đạt khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện làm tầm nhìn xa giảm xuống và đôi khi cả hiện tượng gió giật mạnh trong cơn dông gây khó khăn cho người đi biển. Trong khi đó thì ở phía nam của Biển Đông, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 nên sóng biển vẫn còn cao. Đồng thời thì thời tiết trên khắp vùng biển này còn xấu, bà con đi biển cần đề phòng những cơn mưa dông kèm theo gió rất mạnh, rất nguy hiểm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.